Trong khuôn khổ Ngày hội Nông dân Phụ nữ Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo năm 2024 sắp được diễn ra, dự kiến sẽ có hơn 30 gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu. Cụ thể, 30 gian hàng sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh từ các loại nông sản đặc trưng cho đến các loại sản phẩm đã qua chế biến, các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp từ 3 sao trở lên của tỉnh. Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giao lưu với gương nông dân, phụ nữ thanh niên ứng dụng công nghệ cao, vượt khó khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra còn có chương trình tọa đàm khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Ngày hội dự kiến được diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh.